so sad. Laugh when you're feeling bad. I promise I won't chase you. You don't have to dance so blue. You don't have to say I do. When baby you don't, just tell me the one thing you never told me. And let go of me. He'll just throw me. Maybe if you wanna go home, tell me if I'm back on my own. Giving back a heart that's on loan. Just tell me if you wanna go home. Thứ hai nữa là một cái hình ảnh mà bên sữa muốn mong muốn xây dựng được trong tâm trí của khách hàng. Về production plan của bò sữa và năm ngoái cái lượng sản xuất thực tế thì con số này là con số gần đúng. Và basic thì nó sẽ đi theo những cái trend. Đây là một số cái hình về mặt visual để cho mọi người nhìn qua một loạt. Tạm thời là không nói kỹ thì mọi người nhìn qua. Giai đoạn là sẽ tập trung cho các cái hoạt động có buổi chiều, các em bắt đầu đi học hè rồi. Các buổi chiều sẽ có những cái hoạt động ngoại khóa để cho các em để không bị khóa căng thẳng trong đợt hè ạ. Và không chỉ và cái phân phối nó chỉ là một ví dụ thôi, nó sẽ hay ở những cái khác nữa, cái ví dụ như là nhân sự ạ. Thì ai nói em thực ra bọn em có thể chọn mô hình standalone nữa. Không phải bắt buộc đâu. Đúng không? Nếu mà bọn em muốn nhấn mạnh vào cái sự sáng tạo và sự đặc biệt đấy của em, tại sao không tăng cái rủi ro hơn hoặc là giảm số lượng hàng đi mà lấy thêm một thằng standalone để em thể hiện hết sức cái sự sáng tạo của mình. Còn một cái nữa là nhỏ thôi là anh vẫn thấy còn nhiều lỗi trình bày ạ. Chưa thấy được này sửa từ vòng trước, chắc mình không thể không nói về cái đấy, nhưng mà vòng trước anh nói rồi là lần đầu tiên thì không sao, nhưng mà mình đã nói trước rồi. Wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars? Em thì cũng may mắn được vào trong một cái team mà các anh chị thì rất là thông cảm cho cái việc học thuộc và học lại của em, cho nên là em muốn nói cảm ơn và hơi xin lỗi mọi người vì chưa có đóng góp thực sự trong nhóm.
nếu mà có cơ hội dù là đi tiếp hay là không đi tiếp thì em chắc chắn, nếu mà đi tiếp thì em sẽ chắc chắn sẽ cố gắng hơn để mọi người, có lẽ là em sẽ phải cố gắng gấp đôi cái gì mà anh chị trong nhóm em đã giúp em hoàn thành từ hai cái challenge trước. Còn nếu mà không có cơ hội đi tiếp thì em cũng vẫn cảm ơn anh chị thôi, vì đây là một cơ hội mà rất là quý báu em rồi. Khi mà học với anh Trung thì em thấy như kiểu em học một cái khác hoàn toàn luôn, khác so với những cái gì em đã biết, nó ở một cái cạnh khác. Và khi thực sự khi học chuyện với anh Trung em kiểu qua 3 level. Level đầu tiên là nghe qua phát biết hết luôn. Level thứ hai là nghĩ lại chả biết gì. Level thứ ba là làm lại sai rồi mới thấy biết là anh Trung nói cái gì. Thì anh đọc của anh Kim đầu tiên nhá. Anh Kim với thang điểm là 200 đúng không? Thì anh Kim đã, anh đọc từ đội B cộng đến đội xuôi bề và đến đội Matcha. Thì điểm số của anh Kim với B cộng là 126 điểm, xuôi bề là 128 điểm và Matcha 146 điểm cho challenge 2 đấy. Của anh Việt Anh thì với cái tiêu chí của anh, giải thích một ngắn thôi, một cái tiêu chí của anh ghi ở trong kia thì anh bị quên mất phần marketing, rất sorry, nhưng mà anh đã bù nó bằng cách là anh còn 25 điểm phát miễn phí ấy. Thì anh chia cái đấy ra vào tiêu chí marketing. Thì nên là của anh thì điểm B cộng 99 cộng 5. Đấy là 5 là cái của trên cái 25 điểm kia. Xuôi bề được 117 cộng 10 và Matcha 117 cộng 10. Bị trùng lập chẳng may thôi nhá, là nó ra điểm giống nhau thôi nhá, không cố ý. Anh Trung thì B cộng 98 điểm, xuôi bề 102 điểm và Matcha 98 điểm. Thì đấy là tất cả điểm của bọn anh đã đưa ra. Thì về cơ bản nếu anh làm phép tính nhẩm thì chắc là đội xuôi bề là đội được nhiều điểm nhất trong tổng của cái challenge 2. Và có khả năng là đội B cộng là đội được ít điểm nhất. Just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one night stand. Demanding back his arrow. So let's get drunk. Tears and gall. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this land.